Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Kính thưa cộng đoàn, kính thưa tham quyến, hôm nay cộng đoàn đồng sinh cộng lớn cũng như là rất nhiều anh chị em thân quen với gia đình cùng tụ họp nhau nơi gia đình của bà Maria Độ Nguyễn Thanh Vân và đã được Chúa gọi về. Có thể nói đây là thánh lễ cuối cùng của bà tại gia đình này, để rồi ngày mai bà cũng sẽ được lên nhà thờ cử hành thánh lễ một lần cuối nữa, và bà sẽ chia tay tất cả mọi người chúng ta, để rồi bà sẽ cùng sum họp với cộng đoàn những người đã được Chúa gọi về. Trong tâm tình của những người thân yêu, chúng ta cùng tụ họp đến đây. Lời đầu tiên của chúng ta chắc hẳn rằng chúng ta cũng muốn chia buồn với gia đình tất cả những nỗi đau, nỗi buồn, và tiếp theo nữa là chúng ta cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho bà Maria. Chấp hành trong cuộc đời của bà Maria, bà cũng có nhiều thiếu sót. Giờ đây cùng với cộng đoàn, chúng ta cùng dâng thánh lễ để xin Chúa là đấng nhân từ, xin Ngài cũng thứ tha tội lỗi cho bà, để rồi Ngài cũng ban phúc trường sinh cho bà. Giờ đây cùng đoàn chúng ta thành tâm ăn năn sám hối, xin Chúa thứ tha tội lỗi cho chúng ta. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn đời đồng trinh, các tiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh giá để cứu cô chúng con và mầu nhiệm phục sinh của con Chúa để ghi dấu nơi chúng con. Xin đừng ban cho tôi tớ Chúa là bà Maria, sau khi thoát khỏi xiềng xích sự chết, được gia nhập cộng đoàn những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngàn sông và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Chống lại chúng ta. Ngài không dung tha chính con mình, nhưng lại trao nộp con vì tất cả chúng ta. Lẽ nào Ngài lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với con của Ngài sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn?
chẳng lẽ là Thiên Chúa đấng làm cho chúng ta nên công chính sao? Ai sẽ kết án chúng ta? Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa và đang chuyển cầu cho chúng ta sao? Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo châm? Nhưng trong tất cả những điều ấy, chúng ta còn thắng nhờ đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các quyền thần, dù hiện tại hay tương lai hoặc sức mạnh, dù chiều cao hay chiều sâu hay bất cứ thủ tạo nào khác, cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thank you.
em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về mọi việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại gần cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che khuất nên không nhận ra người. Khi gần đến làng họ định tới, người làm như thể còn muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ nài ép người: xin ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Vậy người vào và ở lại với họ. Đang khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra và trao cho họ. Mắt họ mở ra và họ nhận ra người, nhưng người biến mất. Họ nói với nhau: lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên trong chúng ta khi người đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta lúc đi đường đó sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy trở về Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn khác đang tụ họp. Những người này nói với hai ông: Chúa đã sống lại thật và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và việc hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Xin cùng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe trang tin mừng của Thánh sử Luca. Có lẽ trang tin mừng này cũng rất là quen với mỗi người chúng ta. Trong hai tuần lễ phục sinh vừa rồi, ít nhất là mỗi người chúng ta cũng đã được nghe một lần kể là biến cố hai môn đệ trên đường Emmaus, và hai ông đã không nhận ra được Đức Giêsu đang đồng hành với mình. Có lẽ chúng ta cũng thấy ngạc nhiên tại sao mà những môn đệ của Đức Giêsu là những người rất là thân quen với giảng đi, giọng nói, rồi đứng cử điệu của Ngài. Tại sao mà Chúa Giêsu phục sinh cũng là cái thân xác bị đóng đinh đó đang đồng hành với các ông mà các ông lại không thể nào nhận ra điều đó? Rồi nếu chúng ta tìm hiểu xa hơn nữa, đó là trước đó Chúa Giêsu đã hiện ra với các bà cũng không nhận ra. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu cũng hiện ra với các tông đồ ở trên bãi biển khi họ đang ở trên thuyền. Họ cũng lại không nhận ra Đức Giêsu. Tại sao mà họ lại không nhận ra Đức Giêsu, trong khi đó là người thầy của mình đã đồng hành với mình suốt 3 năm trời như thế, cùng ăn uống, cùng sống, rồi cùng chia vui sẻ buồn trong tất cả mọi tình huống, thế mà tại sao bây giờ lại không thể nào nhận ra Chúa Giêsu phục sinh? Có lẽ bởi vì các ông nghĩ rằng Chúa Giêsu Ngài đã chết và các ông không thể nào nghĩ rằng Chúa Giêsu sống lại, mặc dù trước đó 3 năm rao giảng Ngài cũng đã có ít nhất là trong tin mừng ghi lại 3 lần Chúa Giêsu báo với các môn đệ rằng Ngài sẽ bị bắt đánh đòn và bị giết chết, đến ngày thứ 3 người sống lại. Nhưng các tông đồ hình như là không có để ý cái chuyện đó, bởi vì cái chuyện đó là cái chuyện không thể nào xảy ra với một Đức Kitô, với một ông Giêsu đang nổi tiếng, rồi thậm chí là dân chúng còn muốn tôn Ngài lên làm vua,
Rồi Ngài vào Jerusalem, Đức Kinh đã tung hô hồn hồn. Làm sao mà một ông Giê-xu đang như thế mà có thể bị bắt đánh đòn và giết chết được? Chính trong một cái tâm trạng như thế, con không thể nào chấp nhận điều đó. Điều gì Giê-xu Ngài đã nói rằng Kinh Thánh và Thánh Linh đã ghi chép về Thầy thì Thầy được ứng nghiệm, và điều đó đã xảy ra. Và trước một cái biến cố lớn lao như vậy, các ông đã đi từ sợ hãi, thất vọng, phản bội, rồi sau đó thì trong lại hoang mang hơn nữa khi Đức Giê-xu phục sinh hiện ra với tâm, đến nỗi mà trong tức quyền và ma, và Đức Giê-xu đã phải chấm tay và ban bình an cho các ông. Đó là những cái hình trình dài mà chúng ta cũng đã trải qua hai tuần lễ phục sinh vừa rồi, và chắc hẳn rằng chúng ta đang tham dự thánh lễ cầu cầu cho bà Maria. Chúng ta cũng cùng với gia đình cũng trải qua những cái đêm phút khó khăn như vậy. Đối với bà Maria, tôi cũng vài lần tới gia đình này cũng gặp gỡ bà, và nhất là tôi thường hay gặp bà khi thầy chở bà đi tham dự thánh lễ, và cũng có những dịp mà ngồi ăn uống với bà, nói chuyện với bà. Ở đây bà tôi thấy có một cái sự quan và rất là vui, và bà cũng một vài lần bà cũng nói với tôi rằng là con thích về giáo sư cầu lớn để tham dự thánh lễ. Có lẽ nó là một cái khung cảnh nó cũng mát, rồi có những người thân quen, rồi bà thích về đây, rồi nhất là giáo sư cũng rất là quý mến bà, quý mến thầy, bởi vì thầy cũng cộng tác trong giáo sứ, trong cái công việc của giáo sứ như là tập hát, rồi tập cho người đào tạo đi các trường, rồi nhất là những cái tương quan của chúng ta đối với nhau, đó là những cái tương quan mà làm cho thánh lễ hôm nay chúng ta cũng thấy rõ ràng rằng chính từ những cái mối tương quan này mà chúng ta gặp gỡ nhau, và chính trong mối tương quan như thế thánh lễ hôm nay có sự hiện diện rất là đông đảo của những anh chị em xa gần quý mến thầy, quý mến bà, để rồi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho bà. Cuộc đời của ai cũng vậy, cũng có lúc phải chấm dứt, cho dù là khỏe mạnh đến đâu, cho dù là tài năng đến đâu, cho dù là giàu có hạnh phúc đến đâu, hay là cả những người đau ốm bệnh tật, tất cả đều cũng phải có một cái giây phút này. Bà Maria cũng đã được Chúa gọi về ở cái tuổi được xem như là tất thọ. Bà cũng rất là khỏe mạnh. Trước khi được Chúa gọi về, thỉnh thoảng thì tôi cũng nghe thầy nói rằng bà cũng đi bệnh viện, nhưng mà rồi cũng một vài ngày thì có thể một tuần rồi bà về, rồi bà lại khỏe. Nhưng lần này Chúa đã gọi bà về, gọi bà về, và chắc hẳn rằng sự ra đi của bà cũng để lại một cái nỗi tiếc thương trong gia đình. Chắc hẳn rằng đó là một cái điều mất mát rất là lớn. Tôi cũng chia sẻ một chút ở đây, đó là cái mối tình quen quan mẹ con
chưa thành như bạn. Đó là cái cô thấy ở thầy rất là quý mến bà cũng rất là yêu thầy. Tôi thấy vui là có lúc là thầy cũng đi chuẩn bị với anh chị em trong căn nhà, rồi thầy cũng chở bà đi và bà cũng ngồi vui với tất cả mọi người. Đó là một cái gì, bức ảnh gì đó mà tôi thấy rất là hay, rất là thích trong một cái mối tương quan. Mặc dù là mẹ con nhưng ít khi mà ở một cái tuổi già như vậy mà có những người con trở về đi đến nơi này nơi đó để cho bà được gặp gỡ rồi giao lưu với mọi người. Hay là những lần mà tôi thấy là thầy đi tập hát cho các đoàn trong giáo xứ, bà cũng đi theo, rồi bà ngồi một cái góc nào trong nhà thờ và cứ nghe các đoàn tập hát, rồi bà cầu nguyện. Đó là những cái hình ảnh mà tôi cũng thấy rất là cảm động khi mà bà dõi theo thầy từng bước trong những cái công việc của thầy. Đây là một cái điều mà tôi cảm nhận được giữa một cái tương quan giữa bà với thầy, nó thật là gắn bó tình thương cộng đoàn, tình thương cao quý, tất cả những cái gắn bó đó rồi cũng tới một lúc nào đó rồi chúng ta cũng phải đối diện với sự thật, đó là một sự chia ly. Và sự chia ly của bạn chắc hẳn là để làm một cái sự chung vắng người thầy và gia đình. Dù chúng ta tin rằng cái chết không phải là chấm dứt, giống như các tông đồ các ông đã buồn bã thất vọng, nhưng khi được Giêsu phục sinh thì các ông như tiếp thêm được một sức mạnh để rồi các tông đồ cũng sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng. Và tôi cũng hy vọng rằng bà ra đi không phải là bà ra đi mãi, nhưng bà vẫn luôn ở trong lòng của tất cả anh chị em trong gia đình. Và mãi mãi bà ra đi để rồi bà cũng hưởng ơn nhân Chúa, và chắc hẳn rằng bà sẽ cầu bầu cùng Chúa cho gia đình và cho tất cả mọi người chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng tiếp tục để nhận thêm này.
Anh chị em hãy cùng với đây lời của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ với Thầy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và nguyện ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này, cầu cho tôi tớ Chúa là bà Maria, chúng con thân quan này xin Chúa đoái thương nhờ nghi lễ giao hòa thánh thiện này, tôi tớ Chúa đang được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại cứu độ cho chúng con. Người là ơn cứu độ của thế giới, là sự sống của con người và là sự sống lại của kẻ đã chết. Nhờ người đạo binh các thiên thật thờ lại uy linh Chúa, muôn đời khoan hỷ trước tôn nhân. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự mình học mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là bình thầy sẽ đi nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là trên máu thầy, máu giọt bay và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người từ tha tôi. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết là xin Chúa cho chúng con khi công phần mình và mau đến Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhờ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức bên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa nhờ đến tôi tới Chúa là bà Maria, mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã nhìn trong niềm hy vọng sống lại,
và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin gia thầy được bảo hương anh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa đứng cho tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với đức trinh nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bận trong năm đức trinh nữ, các anh tông đồ và toàn thể các thanh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Amen. Vâng, lời Chúa như thế, và theo thể thức người dạy, chúng ta dám quyền rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin coi thư chân ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô được cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Cha đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn lên đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đo đơn ban cho Hội Thánh được bình an và nhất theo Thánh ý Chúa, cho hằng sống và hiến trí muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Ta ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thiên Chúa để đứng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
Và chúng ta cùng đọc kinh cầu nguyện cho Thầy.